Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá thế giới của các loài rắn hiền lành. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 10 loài rắn không chỉ đẹp mà còn vô cùng thân thiện và ít gây nguy hiểm. Hãy cùng bắt đầu. Rắn vua California được biết đến với màu sắc rực rỡ, nhưng thật ra lại rất hiền. Loài rắn này thường sống trong các khu rừng và thích ăn các loại rắn nhỏ khác thay vì tấn công con người. Rắn ngô là một trong những loài rắn phổ biến nhất trong các gia đình yêu thích nuôi bò sát. Với tính cách điềm đạm, dễ chăm sóc và hiền lành, rắn ngô là lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu. Rắn chân gà có tên nghe đáng sợ, nhưng thật ra rất thân thiện. Chúng thích ăn các loại thức ăn như côn trùng và ít khi gây nguy hiểm cho các loài động vật khác. Rắn vòng cổ là loài rất nhỏ bé và xinh xắn. Với kích thước chỉ khoảng vài centimet, chúng chủ yếu ăn các loài côn trùng và hoàn toàn không gây hại cho con người. Rắn gopher là loài hiền lành, không có nọc độc và thường sống trong các khu vực đồng quê. Chúng giúp ích cho hệ sinh thái bằng cách kiểm soát số lượng các loài động vật gặm nhấm. Rắn đam lây thường sống trong các vùng nước ngọt, đầm lầy ở Mỹ. Chúng rất hiền và không có nọc độc, thường ăn cá và ếch. Rắn voi, dù có kích thước lớn nhưng rất điềm tĩnh và hiền hòa. Chúng thường cuốn mình lại trong đất và ít khi tương tác với con người. Rắn lục lá là loài rắn sống trên cây, rất đẹp và dễ nhận ra. Chúng thích ăn côn trùng và ít khi cản người. Loài rắn nhỏ bé này sống trong rừng nhiệt đới với thân hình hồng nhạt dễ thương. Chúng vô hại, thường ăn kiền và sâu bọ. Rắn rêu là loài rắn hiền lành nhất. Với màu sắc tương tự rêu rừng, chúng hoàn toàn không có nọc độc và thích sống trong các khu vực rừng mưa nhiệt đới. Hy vọng qua video này, bạn đã thấy được vẻ đẹp và tính cách thân thiện của các loài rắn. Rắn không chỉ đáng sợ mà còn rất thú vị khi chúng sống hòa bình và đóng góp vào hệ sinh thái. Hãy để lại bình luận về loài rắn bạn yêu thích nhất.